Tức Thi Lãng tham kiến Di Tức gia. Có chút quà mọn, xin ngài vui lòng nhận cho. Trên đó có ghi bốn chữ, đó là Gia Quan Tấn Tước. Món quà của lão thì đã bỏ rất nhiều tâm huyết đó. Dù sự hiến ân cần, phi gian tắc đạo rồi. Cái chén bạch ngọc này đích thực là báu vật, cho nên khi ăn cơm phải rất là cẩn thận chứ gì. Nếu không thì dễ gì sẽ bị bể chứ. Nói chơi sao, Di Tước già, ngài là người hùng bên cạnh của hoàng thượng, chỉ có bộ bộ cao thăng, Gia Quan Tấn Tước, làm sao mà làm bể được chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Di Tước già thiếu điền đắc chí, bình bộ thiên dân là chuyện nay mai thôi. Chưa đến 10 năm, Di đại nhân nhất định sẽ phong hầu đại soái. Hy vọng được như ông nói. Nếu chúng ta tấn công Đài Loan bằng ba hướng, chỉ cần một trong ba hướng thành công, lòng dân náo loạn, sẽ thắng lớn như trẻ tre. Thật ra Thi Lãng đích thực là một nhân tài, nhưng mà trừ ba phiên trước, sau mấy trừ Đài Loan, thứ tự này nhất định không thể lầm lẫn được. Trẫm chỉ lo lắng ông ta vì nóng lòng lập công, trả thù làm hư chuyện lớn, cho nên mới giữ ông ta ở trong kinh thôi. Đúng đó. Một khi Thi Lãng trở về Phúc Kiến á, thì ông sẽ lập tức làm chiến thuyền chiêu binh mãi mã, đến lúc đó sẽ bứt dây động rừng. Chúng ta ra một chiêu thần không biết quỷ không hay, làm cho bọn chúng xuất kỳ bất ý, chúng ta sẽ có phần thắng lớn hơn. Ừ, đạo dùng binh hư thực chính là như vậy. Thật ra trong giữ ông ta ở trong cung chính vì để ổng buồn chán tới nỗi muốn chết. Sau này sau khi thả ổng ra rồi, ổng nhất định sẽ như hổ dữ xuất chuồng, thí mạng làm việc cho trẫm. Diệu kế, chế của hoàng thượng giống như là Gia Cát Lượng công kích cái ông lão Dương Trung gì đó, giết chết cái ông Đại Hoa Viện Xuân Hạ Thu Đông. Nói gì đâu không, đã nói khanh phải học gì một chút mà. À, dạ dạ dạ, trí nhớ của hoàng thượng thiệt là tốt nghe. À, không biết hoàng thượng định chừng nào đi kích ổng một cái đây hả? Khanh thí mạng nói nhiều lời hay cho ổng. Chậm nghĩ chắc chắn ổng đã tặng một món quà rất lớn, rất lớn cho khanh. Hoàng thượng đúng là một liệu sự như thần. À đúng vậy, đích thực là nô tài đã nhận một cái chén ngọc lớn của ổng, nhưng mà nô tài không có thích. Thật sao? Tại sao vậy? Tuy là cái chén ngọc lớn quý giá, nhưng mà cái nô tài đang xài là một cái chén vàng ngàn năm không bể, vàng năm không rỉ sét nữa. À, phải hoàng thượng à, nô tài đột nhiên có một ý. Nếu bây giờ chưa phải lúc trừ Đài Loan, còn Thi Lãng lại thiện đã thủy chiến như vậy, tốt nhất là hãy cho khanh dựng ông ta đi đến đảo Thần Long, sau đó cùng tiêu diệt Thần Long giáo, có phải không? Trời ơi, khanh làm sao vậy? Hoàng thượng, ngài chẳng những là Cổng Ngũ Chí Tôn, còn là thần tiên giáng trần nữa. Nô tài chưa nói ra thì đã biết nô tài muốn nói cái gì rồi. Trên đời làm gì có người như vậy chứ. Được rồi, được rồi, khanh định mở giỏi lắm rồi. Nhưng mà ý kiến này cũng được lắm. Tạ ơn hoàng thượng đã khen. Nhưng mà chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời. Lỡ như để Ngô Tâm Quế và Thượng Khả Hỷ biết được, e rằng họ sẽ khởi binh sớm. Cho nên chúng ta phải nghĩ ra kế thật tốt để tránh họ nghi ngờ. Lô tài tham kiến hòa thượng, trọng phái Di Tiểu Bảo tới trường Bạch Sơn tế thiên. Hắn một mực nói khanh rất được việc và yêu cầu phái khanh đi theo. Trẫm cảm thấy là không thích hợp cho lắm, nhưng mà thử xem sao. Gia Cát Lượng đang kích lão Dương Trung kìa. Thần nhất định tận trung phụ mạng, phấn bất cố thân để báo đáp hoàng ân của hòa thượng. Nếu chứng thực khanh là một nhân tài, sau này trẫm sẽ phái khanh đi làm những chuyện khác nữa. Tạ ơn thiên ân hào đảng của hòa thượng. Nhưng mà vì chuyện cơ mật, ngoại trừ Di Tiểu Bảo ra, trong cung không ai được biết. Mọi việc khanh hãy nghe theo lệnh của Di Tiểu Bảo, biết không? Thần nhất định sẽ làm theo lệnh của Di Tước gia. Còn nữa, Di Đô Thống đối xử với khanh không tệ cho lắm, khanh hãy tặng một cái chén vàng cho Di Tiểu Bảo đi. Tạ ơn đề bạc của Di Tước gia. Có gì đâu, nhưng lần này Bắc Thị Tướng Quân làm chức tham lãnh nhỏ như vậy, không biết có thiệt thòi không? Đừng nói là làm tham lãnh, cho dù là một thân binh cũng nhờ ơn điển của hòa thượng và Di Tước gia. À phải, Di Tước gia, không biết chén vàng đó ngài thích kiểu gì, để thì chức dặn công tượng làm ngay cho ngài. Không sao đâu, quan trọng là ơn điển của hoàng thượng, phải không?
phận nô tài của chúng ta hai tay bưng chén vàng lên ăn cơm, lúc nào cũng phải nhớ đến Dương Ân Hậu Đảng. Gì vậy? Có sao đặt hả? Tiểu Bảo, bước về rồi hả? Mùi đã dọn hết mọi thứ, có thể đi bất cứ lúc nào rồi. Mùi dọn hết trơn đồ đạc hả? Dạ phải, huynh kêu mùi phải lấy những thứ quý giá đi, mùi thấy thứ nào cũng quý hết rồi. Trời ơi, bây giờ chúng ta không cần đi nữa. Nè, qua đây, qua đây. Gì? Hoàng thượng đã hứa với huynh, phái Thị Lãng cùng huynh tấn công đảo Thần Long rồi. Thật sao? Phải. Mong sao ổng và Hồng giáo chủ đồng quy vô tận. Thị Lãng thì đánh đảo Thần Long đến nỗi chìm xuống đáy biển luôn các mập luôn. Còn Hồng giáo chủ đánh Thị Lãng đến nỗi thấy lão tổ của ổng luôn. Người ta giúp huynh tấn công đảo Thần Long, sao huynh lại ác độc vậy? Ai biểu ông ta nhiều chuyện, ổng muốn hại sư phụ của huynh. Nhưng mà Phương cô nương thì thảm rồi. À phải Tiểu Bảo à, có phải huynh không còn thương Phương cô nương nữa không? Định tiêu diệt cổ của đảo Thần Long hả? Yên tâm đi, bà bất nhân nhưng mà huynh không có bất nghĩa đâu. Dù thế nào đi nữa thì huynh cũng phải nghĩ cách cứu vợ cả của huynh ra, lấy quán trả ơn. Là lấy ơn trả quán đó huynh lại. À được rồi, huynh sẽ học nhiều chút. Trước tiên á, mượn mau chóng báo chuyện này cho Từ Đại Ca. Huynh định dẫn anh em của Thiên Địa Hội cùng đi, còn Lục Cao Tiên và bàn Đầu Đà để họ lại kinh thành đi. Huống chi chuyện này cũng không có thể để cho họ biết. Vì tức gia, thì tướng quân cho người mang món quà đến cho ngài. Chà, không ngờ mới đây ông làm xong cái chén vàng cho huynh rồi đó. Nhưng mà viết cái chữ gì đây? Chính giữa thì viết công trụng thể quốc, còn ở đây thì khâm tứ lãnh nội thị vệ phó đại thần kim kiệu kỵ dân chính hoàng kỵ đô thống tứ xuyên hoàng mã quái ba đồ lỗ dũng hiệu nhất đẳng tử tước di tiểu bảo. Không ngờ ông Thi Lãng này làm gì cũng mau lẹ quá chứ. Xong Nhi à, bây giờ chúng ta khỏi đi, muội mau đem đồ để lại chỗ cũ đi. Xong Nhi. Làm gì vậy? Không, muội thấy chức của huynh càng ngày càng lớn, hoàng thượng càng ngày càng tin tưởng huynh, mai mốt huynh càng tiến thoái lưỡng nan rồi. Xong Nhi à, muội đừng có sợ. Ông chồng nhỏ của muội thông minh hơn người ta, thần thông quảng đại hơn người ta, nhĩ tính bách phương mà, chuyện gì cũng được. Cũng như câu tiến có thể công, lui có thể thủ mà, phải không? Cho dù đến chân trời góc biển huynh cũng thuận buồm xuôi gió, yên tâm.